Nhẹ thôi vạt nắng cuối chiều, buông thêm chút trắng cánh diều thả chơi. Chiều về vui với quê tôi, thả diều đá bóng khi thôi nắng chiều. Thi phẩm Sơn Dầu, đó là nghệ thuật của đất Hà, của tác giả Nguyễn Tiến Vinh, qua phần trình bày của nghệ sĩ Thu Thủy. Phải chăng nghệ thuật nước nhà, hay chăng kỳ hòa người ta vẽ về? Theo con cò trắng đồng quê, vẫn con bay về hôm nay. Thiếu con trâu mồng đi cày, vắng có thôn nữ hôm nay gặt về. Có nón xanh tần chân đê à, có nón xanh tần chân đê đàn trâu tiếng sao trẻ về. Dẫu trong tranh khắc có hồn tiền trung hầu cảnh nông thôn xóm mình, vẫn cô thôn nữ thêm xinh cài thêm bông bưởi cho mình kêu. Phố chờ thêm mấy các gia ngồi buông bàn chờ lê la ban chiều. Nhẹ thôi vạt nắng cuối chiều, buông thêm chút trắng cánh diều thả chơi. Chiều về vui với quê tôi, thả diều đá bóng khi thôi.